Sẽ chia sẻ cách ướp thịt để làm món chả viên nổi tiếng ở của Hà Nội mình nhé, để là ăn bún chả, ăn cơm đều được nhé, hoặc là ăn bánh mì. Cái ướp này nó rất là đơn giản, và mình ướp mình sẽ cất vào ngăn đá và mình dùng dần. Khi nào mà ăn thì mình mang ra mình nướng hoặc là mình chiên thôi. Bây giờ mình chuẩn bị đây là 1 kg thịt vai xay, hoặc là đây theo cái công thức là 1 kg thịt thì 40 ml nước mắm, 10 g bột canh hay là muối, 30 g đường, 4 đến 6 thìa nước hàng và 50 g hành khô và một chút dầu hào, 2 thìa cà phê dầu hào và tiêu xay. Và bây giờ mình ướp nhé. Trước tiên là hạt tiêu này, theo khẩu vị của gia đình cho nhiều hay ít vì sợ cay ấy. Hạt tiêu này, nước mắm này. Dùng thịt nạc và thịt vai nó có mỡ nạc hoặc là thịt ba chỉ nhé. Nước hàng hay chính là nước màu dừa ấy, thì khi món thịt viên của chúng ta nó rất là ngon luôn ạ. Đường, đường, mắm, muối, nước hàng, hạt tiêu, dầu hào, nước hàng, dầu hào cho 2 thìa cà phê nhỏ, thêm một chút dầu ăn để khi nướng nó không bị khô là nó không bị cháy nhé. Và giờ chúng ta đảo đều nguyên liệu lên, chúng ta ướp và cho thêm hết. Cho mình thì mình sẽ cho thêm hành tím ấy, băm nhỏ thêm vào để cho khi mà ướp cái món này khi nướng lên thì nó sẽ rất là thơm nhé. Bây giờ mình đảo đều lên và ướp thêm hành tím là được. Ướp nhiều một chút hành thì khi mà nướng lên thì cái hành nó bốc ra rất là thơm ngon. Các bạn làm cái công thức như thế này, các bạn có thể ve viên luôn. Các bạn cất khi nào nướng thì chúng ta sẵn bỏ ra nướng, hoặc là cứ để như này, cho cất vào ngăn đá, và khi trước khi nướng thì các bạn để xuống ngăn đông, ngăn mát đấy, và tối hôm trước bỏ xuống và sau hôm sau các bạn bỏ ra, các bạn ve viên để các bạn nướng. Đấy, rất là ngon và tiện ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ xong được một cái món ăn nữa từ thịt xay nhé, là mình làm ướp thịt để làm chả viên từ thịt lợn xay. Và giờ mình sẽ dùng màng bọc mình cất lại, cất vào ngăn đá tủ lạnh, và khi nào dùng thì mình bỏ ra mình ve viên thôi. Bé nhỏ rất là thích ăn những cái món ăn như thế này, và nhất là khi mùa dịch đến ấy, mùa Covid này, dịch như này ấy, thì chúng ta nên làm sẵn đồ ăn như này, nó cất rất là tiện và đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình và không phải đi chợ nhiều, để giảm thiểu cái việc lây nhiễm trong cộng đồng và giúp cho mọi người rất là tốt nhé, và bản thân và tất cả mọi người. Mình sẽ dừng cái clip này đây.